Chúng mình sẽ chuẩn bị là đi thăm mộ của bà và lúc ấy là thờ bà. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 âm lịch và tiết trời thì rất là ấm áp. Thường thì theo phong tục là mọi người sẽ đến ở đây và thăm tảo mộ người đã khuất trong khoảng tầm từ ngày 20 đến ngày 30 âm lịch. Mọi người mình bảo này, khi mà lên đây ấy, nó là đường núi, có những cái chỗ là rất là ngoằn ngoèo, có những người mà họ lên họ không có bị sao cả, nhưng mà có một số người là cũng có thể rất là say, bởi vì sao nó ngoằn ngoèo đến nỗi là khiến cho mình bị chóng mặt ấy. Đấy, nên là lên đây thì mọi người nhớ kiềm chế cảm xúc, kiềm chế nhá, chứ đừng có mà quá say, chứ nếu không là chúng mình sẽ nôn ra đấy. Ổn không? Mình không nôn, bởi vì sao? Bởi vì mình chóng mặt, nhưng mà ít ra mình có một chút năng lượng tỉnh táo bạn ạ, các bạn. Yeah. Nhưng mà đẹp lắm ấy các bạn. Đi mình đi. Bây giờ thì chị em chúng mình đã thờ xong thổ địa rồi và chúng mình sẽ chuẩn bị là đi thăm mộ của bà và lúc ấy là thờ bà. Ừ. Và mọi người ơi, nói chung là mình cũng thấy là mình khi mà mình thắp cái thần linh xong ấy là mình cũng thấy cũng có những cái cây đa cũng đẹp lắm. Nhưng mà có điều là như này nhá, khi mà mình thắp cái thần linh ấy thì mình cũng thấy thì cũng đôi khi cũng không cần thiết lắm đâu. Nhưng mà thôi thì người nhà mình nói như nào cũng phải linh xin phép này nọ cũng tôn trọng lắm đấy, nhưng là cứ phải thắp lên cho nó hoàn chỉnh mà. Ví dụ như mà cái việc này là không cần thiết mà, không cần thiết. Thì khi mà mình đến thăm bà thì mình có một chút thổ địa, kiểu mình biếu một chút gọi là lòng thành cho thổ địa, thì như thế là thổ địa sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ và cũng giúp cho cái điều kiện sống của bà mình là tốt hơn ở bên dưới địa phủ. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng khá phức tạp các bạn ạ. Lúc nào lại còn phải hóa vàng đốt này nọ, ui dồi ôi, đạp lắm. Thì mình đi đến đây ấy, thì mình cũng muốn là đi là tham quan, gọi là thăm thú cái cảnh xung quanh ấy, mình thấy cũng rất là đẹp. Đính ra thì cái khu mộ này nhìn cũng đẹp ấy, đẹp hơn là những cái khu mộ kia, bởi vì sao? Bởi vì nó còn trang trí, nó còn đẹp mắt, mà những cái khác thì nó cũng không có đẹp như vậy đâu. Thì ở đây là cái chỗ mà thờ thổ địa thôi, thì mình thờ thổ địa xong rồi mình đi thăm bà tiếp. Dì đang hướng dẫn chị em mình cách để bày biện bàn thờ cho bà. Bây giờ thì chúng mình đã bày mộ của bà xong. Thế này là đúng là phải thiên nhiên, phải là quá quá tiêu chuẩn luôn đấy, quá phù hợp luôn đấy mọi người ạ. Mà đúng là nên đi sớm một tí, bây giờ này 12 giờ trưa hơi bị nắng. Đúng rồi, nên ra mình nên đi sớm hơn, chứ bây giờ cái này chỗ này đúng là buổi trưa mà phải gọi là nắng kinh khủng. Cũng may là nhà mình có mang ô nên là cũng đỡ. Đấy, mình mang ô mà đấy. Và nhiều lúc ấy là cũng cái chỗ này rất là phù hợp cho những ông bà có thể yên nghỉ ở đây, phải nói rất là yên bình mọi người ạ. Mà không chưa kể còn có nhà nữa, yên tâm, nhạc rất là thiên linh. Chung là chị thấy cũng được. Ôi may quá, trời đỡ nắng hơn một tí. Đấy mọi người, nó lại đỡ nắng hơn rồi. Nói chung là hên xui, nhưng mà mùa Tết này đi là hợp lý. Cũng là hơi hợp lý ấy. Nói chung là chị thấy hôm nay đi về thăm mộ bà vui quá. Đúng rồi, vui.
Quang cảm thấy thế nào khi mà đi làm kiểu lúc mà đi kiểu bưng bê với cả đấy bộ mộ cho bà? Cảm thấy là mình cũng được làm mọi thứ, mình cũng được hoạt động này nọ đấy, mà nói chung là hoạt động như vậy là cũng làm cho bố mẹ vui lòng mà. Đấy, mình phải làm thế, mình phải có lao động chứ, mình không thể nào mình cứ ấy điện thoại mãi được. Đấy, như thế là không hay. Năm nào mình cũng đi, nó là giống như một cái hoạt động thường niên vào cái dịp Tết. Nhưng mà năm nào cũng sẽ có những cái điều mới, là mình gặp anh em họ của mình, rồi mình cảm thấy được là mọi người phát triển hơn, trưởng thành hơn. Và cũng như là kiểu cảm thấy là mỗi năm là nó có một cái gì đấy nó khác. Chung là hôm nay gặp rất là vui. Vui lắm. Bây giờ là lúc chúng mình bắt đầu đi đốt vàng mã. Đây chị ơi, đầu tiên là mình đốt cái giấy màu trắng trước nhá. Đây là cái giấy mà kiểu đọc thớ. Đấy, thì cái đọc này là mình đọc ở mộ. Đọc mộ xong thì mình đốt, hơi gió nên là hơi khó đốt. Một vài tiếng sau. Xong rồi để mấy cái que hương vào đấy cho nó đốt. Không ạ, đốt cùng cái que hương trước. À, đốt cùng que hương trước à? Đúng rồi ạ. Thôi được rồi, để dì giúp cho. Một mình con làm thì bao giờ mới được ăn trưa? Đây, được rồi ạ. Hình như có vẫn còn một sót que hương ở trong túi ni lông ấy, chị lấy ra mà đốt luôn đi. Đúng rồi, còn sót rồi. Một vài tiếng sau. Bây giờ thì chúng mình vừa mới đi đốt vàng mã xong và chuẩn bị ra về. Nói là cũng mồ hôi lắm mọi người ạ. Mình vừa vàng xong ấy, cũng chạy dốc lắm, nhưng mà mình thích lắm. Đây, bây giờ chúng mình đang ở một cái chỗ trung tâm này. Đấy, ở đây cũng đẹp. Cái là trung tâm thì nó đẹp mà, lại có cả mấy con công nữa. Đấy mọi người ạ. Nó rất phù hợp cho những người cao tuổi các bạn. Nói chung là cảm giác như kiểu đi thăm mộ, nhưng mà nó giống như kiểu là đi công viên hơn. Thế người ta mới gọi là hồng viên như thế đấy mọi người ạ. Nhấn nút subscribe để xem nhiều video thú vị hơn nhá. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.